liên quan tới vụ việc nam sinh Lê Hoàng Lợ. Học sinh lớp 1 trường Ga te Quay, tử chiến, dàn xếp với phóng viên sáng 17 tháng 10, ông Đinh Minh Tảo, diện trưởng diện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết. Sau khi xem xét, vào ngày 16 tháng 10, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đối với Nguyễn Thị Thủy 1990, trú quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để điều tra về tội thiếu bổn phận gây kết quả nghiêm trọng theo điều 360 Bộ luật hình sự. Nguyễn Thị Thủy được xác định là giáo viên chủ nhiệm của lớp cháu Lê Hoàng Lợ. Trước đó, vào sáng 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nữ giáo viên trên về tội thiếu bổn phận gây kết quả nghiêm trọng về nội dung vụ việc vào khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, ông Đoàn Quý Phiến 1966 trú cầu giấy, hà nội chỉ đạo ô tô nhãn hiệu Ford Transit ban kiểm soát 29B6956 từ bãi xe của ký túc xá học viện báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh của trường Gia Tê để đi đón học sinh đến trường học. xe ô tô do ông Phiến chỉ đạo đón tổng số 13 học sinh, trong đó có đón cháu Lê Hoàng Lợt trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chiếc xe sau đó quay lại đậu ở bãi xe của ký túc xá học viện báo chí và tuyên truyền. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe chỉ đạo ô tô đến cổng trường Gate quay đón các cháu học sinh. Sau đó, khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu lờ đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô quán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa bé bỏng vào bệnh viện nghe. Đến ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra các cầu giấy cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Bích Quy về tội danh vô ý làm chết người. Ngày 3 tháng 9, Diện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến nhân viên hợp đồng công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngân Hà,